Đây là lạc các bạn mua ở ngoài hàng về. Lạc là người ta phơi khô để dự trữ thì mua ở ngoài hàng về. Còn các bạn sẽ dùng một cái chảo thì tốt nhất là nên dùng chảo rang, cái loại chảo dùng riêng để rang. Thì tuy nhiên là bởi vì là do mình hay di chuyển cho nên là mình sắm đồ ở mức tối giản thì mình dùng tạm cái chảo rán, cái này là chảo rán thì mình bỏ ra để mình rang. Thì mọi người dùng riêng cái chảo rang thì tốt hơn. Rửa dùng cái chảo sạch nhé, chảo mà chưa sạch thì là hoặc mới nấu ăn xong thì rửa sạch đi. Rửa sạch đi xong là đặt lên bếp xong là bật bếp lên, bật bếp ga, bật bếp từ, bật bếp than. Đấy, bật bếp ga lên, bật lên. Mới đầu là bây giờ là đun để cho nó nóng chảo hoặc là nó khô. Đây là nó có nước thì đun cho nó khô hoặc là nó khô rồi thì đun nóng chảo. Thì khi này là bật bếp to hết cỡ để cho nó nhanh, nó đỡ mất thời gian nhé. Đun cho đến khi mà nó bốc hết cả hơi, nó bay hết cả hơi đi. Hoặc là chảo của bạn nào khô rồi thì đun đến lúc cho mà nó nóng nóng cái chảo lên là được. Đun một tí cho chảo nó nóng lên, hoặc là chảo có nước thì nó bay nó khô, nó bay hết cả hơi nước nên nó khô rang như này rồi. Bây giờ là đổ lạc vào nhé. Tùy theo độ rộng của chảo mà đổ một cái lượng vừa phải. Nếu như trường hợp mà các bạn đổ nhiều quá thì lạc nó sẽ sống, nó nếu như trường hợp nó dày quá nó sống thì nó sẽ không chín. Còn đâu đổ ít quá thì mình đun mình tốn ga phí công mà lại ra được ít. Thì thực ra là cái chỗ lạc này là các bạn có thể đổ thêm một chút, nó dày hơn một chút cũng không sao. Nhưng mà tại vì là đằng nào là mình cũng không đổ hết chỗ này vào thì nó dày quá nó chín không đều. Đằng nào cũng phải rang làm 2 lần cho nên là mình chia bớt ra mình để lại phía sau. Thì nhá, khi mà các bạn bắt đầu đổ lạc vào rồi thì khi đổ lạc các bạn có thể tắt bếp đi để cho đấy. Khi các bạn đổ lạc vào rồi, bắt đầu cho lạc vào trong chảo thì các bạn phải vặn cái bếp này này, nó nhỏ thôi. Nó chỉ nhỏ như thế này thôi. Tại vì nếu mà các bạn vặn to á thì là lạc nó sẽ vặn nhỏ bếp này thôi nhá. Đấy, vặn nhỏ thôi. Nếu như trường hợp mà các bạn mà để to ấy thì lạc nó sẽ rất là nó cháy, rang nó sẽ cháy, nó sẽ hỏng. Thì khi mà các bạn vặn nhỏ bếp rồi, đổ lạc vào xong các bạn bật lại bếp lên, xong rồi là các bạn bật nhỏ bếp, xong rồi các bạn cứ rang đều tay như này, thế này nhé, đấy, cứ rang đều tay như này, cứ rang như thế này cho đến khi là hạt nó nở lách tách ra là nó chín thì bỏ ra, đây nhé, cứ đứng thế này ra, đấy, cứ đứng thế này ra nhé, cứ đảo đi đảo lại như này. Cứ đảo đều tay, đảo liên tục như này cho đến khi lạc chín thì thôi. Cứ đảo đều tay. Các bạn đảo một lúc lâu lâu nhá. Thì các bạn bắt đầu là nghe thấy cái tiếng hạt nó lạc nó lẩu lách tách. Tại vì là hạt hạt lạc nó bung nó lổ lách tách xong là nó bung đôi từng hạt một ra như này. Nhớ là vẫn phải đảo đều tay nhé. Khi nó lổ lách tách thì nó vẫn chưa chín ngay. Các bạn phải đun thêm một lúc nữa là mới chín. Đấy. Hạt nào có lần lượt nó lổ lách tách. Rang một lúc thì hạt nạc nó lần lượt nó lổ lách tách xong bắt đầu nó bung bung ra như thế này này, nó bửa đôi ra như này này, tự nó tách hạt ra, nó tách hạt ra xong rồi cái hạt nạc này nó tách thành 2 nửa như này này, nhưng nó vẫn chưa chín, vẫn phải đun đun và sẽ cảm thấy là dần dần là sẽ ngửi thấy là có mùi thơm, dần dần sẽ cảm nhận được cái mùi thơm của hạt nạc nó bốc lên. Như này vẫn chưa chín ngay, cứ ngoáy như thế này nhé, ngoáy thêm một lúc nữa nhé, đun thêm một lúc nữa nhé, cho đến khi nó hơi 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 ngả màu thì thôi. Ngay cả khi mà hạt lạc đã lổ rồi, đã lổ lách tách, dần lổ lách tách và bửa đôi ra rồi thì nó vẫn chưa chín ngay. Các bạn vẫn cứ phải đảo như thế này thêm nữa và các bạn sẽ cảm nhận được cái mùi thơm của hạt lạc nó bốc dần lên đấy, và cái đồng thời là hạt lạc nó chuyển màu dần, nó không trắng nữa mà nó chuyển chuyển dần sang màu hơi hơi ngả vàng. Thế thì rang lạc như thế này nó sẽ có 2 cách nhá. Cách một là các bạn là ví dụ như mình là bởi vì mình rang thành 2 lửa cho nên là cái lửa đầu tiên này mình sẽ rang chín luôn và mình đổ luôn ra rổ bên ngoài, sau bắt đầu là mình tận dụng cái chảo nóng để mình rang cái mẻ thứ hai. Thì nếu như trường hợp mà bạn nào mà chỉ rang một mẻ thôi đấy
thì có thể là rang là thấy là nó chín tương, tức là muốn tận dụng cái nhiệt độ từ cái chảo để cho nó đỡ phí ga phí công ấy, đỡ phí điện phí công, thì các bạn có thể là rang đến lúc mà nó chín tương đối rồi, xong rồi ướp tính, xong rồi là để nó ở cái chảo, để cả cái chảo và lạc lại để cho sức nóng từ cái chảo nó tiếp tục làm cho lạc chín thêm. Như thế thì mình sẽ tận dụng được nhiệt từ cái chảo thì nó đỡ phí nguyên liệu hơn. Còn nếu như trường hợp mà không có thời gian thì rang chín luôn, hoặc là không có thời gian, hoặc là rang hai mẻ như mình nhé, thì mẻ đầu tiên này thì có thể là rang chín luôn, xong là đổ luôn ra cái khác, đổ luôn ra cái vật dụng đựng nào đấy, thế xong có thể là đổ ra cái bát, cái rổ hay cái gì đấy, thế xong bắt đầu là rang mẻ thứ hai, thì như thế thì nó cũng không bị nó cũng không bị phí cái độ nóng của cái chảo. Thì khi mà ăn lạc rang này này, thì nó dùng lạc rang này ăn cơm thì nó có mấy cách, có nhiều cách ăn, nhưng mà ở đây mình giới thiệu là hai cách nhá. Là cách thứ nhất là mình sẽ rang chín lạc, xong rồi là mình đổ ra cái rổ, mình sát tất cả vỏ đi, và mình ăn như thế là dành cho những bạn ăn nhạt mà không muốn ăn muối. Thì là như thế thì là mình sẽ dùng cái lạc, hạt lạc như này này, không có ấy muối, để mình ăn cùng với cả cơm. Thấy cái cách này nó nhạt và nó tốt cho thận. Cái cách thứ hai là bạn nào mà không thích ăn nhạt mà muốn ăn nó đậm đà thì có thể là rang đến khi mà nó chín. Rang đến khi nó chín một cái thì các bạn đổ thêm một ít mỡ vào và đổ bột canh vào, đảo đều lên. Thì như thế thì ăn thì nó đậm đà. Mình vừa ăn là rang nó bùi bùi mà vừa có vị mặn của muối nữa. Thế thì đấy là hai cách, mình sẽ lần lượt trình bày hai cách. Các bạn chú ý nhé, lạc nếu mà rang quá lửa thì nó sẽ bị cháy đen đi, thì ăn nó không hề ngon một tí nào, nó bị cháy đi thì không ăn được ấy. Nhưng mà nếu như trường hợp mà các bạn mà rang non mà nó chưa chín ấy, thì ăn nó rất là ỉn và nó rất là dán là chán, mình khó ăn ấy, nó sống thì khó ăn, cho nên là bắt buộc là phải rang chín cho đến khi mà gọi là lạc nó lạc đó. Nếu như trường hợp mà rang xong cái bỏ ra ngay thì phải rang đến khi lạc nó chuyển màu hơi hơi vàng. Còn nếu như trường hợp mà rang xong là tận dụng cái sức nóng của chảo cho đỡ phí đấy, thì phải rang đến lúc nó chuyển màu, ngả màu vàng vàng nhạt, xong là đợi cái sức nóng thì nó chuyển sang màu vàng chậm hơn là vừa. Thì như thế thì ăn mới được. Thì ban đầu thì khi mà còn nóng thì nó sẽ hơi ỉu, nhưng mà để rang nguội một lúc là ăn là nó rất là giòn, rất là thơm. Tuy nhiên là ở đây là lưu ý là gì? Rang là nó phải chín tới nhá, rang là nó phải chín nhá. Nếu như trường hợp nó chín quá bị cháy ấy, thì ăn nó rất là khét, không ăn được. Nhưng mà nếu như nhớ là nếu như trường hợp mà nó non ấy, hạt nó cứ trắng ẻo ra thì ăn nó không thơm, tại vì nó chưa chín cho nên ăn nó không thơm, nó không giòn, nó phí lạc mà ăn nó gọi là rất là kinh ấy. Đấy, thì mọi người chú ý là rang phải rang chín nhá. Hạt lạc nó phải không còn màu trắng nữa, nó phải chuyển màu đó nhá, nó phải chuyển màu vàng vàng đấy nhá. Đây này các bạn nhìn thấy không? Nó bắt đầu chuyển màu vàng đấy này. Thấy không? Bây giờ là hạt lạc nhá, nó không chỉ lổ lách tách ra, nó dậy mùi thơm. Dậy mùi thơm nhẹ nhẹ mà nó còn phải chuyển sang màu vàng thì mới được nhá. Mà đây này, các bạn nhìn thấy cái hạt lạc này không? Nó phải chuyển sang màu vàng như thế này thì mới được này. Đấy, nó tách ra và nó phải hơi ngả sang màu vàng. Nếu như trường hợp mà các bạn mà đổ ra ngay thì các bạn để nó màu vàng nó sẫm một tí. Còn nếu như trường hợp mà các bạn tận dụng sức nóng của cái chảo thì các bạn sẽ phải để nó lon hơn một chút. Thì ở đây là khi mà mẻ này là mẻ là mình rang chín luôn thì mình đổ ra luôn. Thì các bạn có thể là đổ ra cái rổ khít để cho nó không nọt lạc xuống, hoặc là các bạn như mình là mình sợ là cái nhựa, cái nó nóng cái nhựa này lên nó ăn nó độc, thì là mình đổ luôn ra cái bát sành, mình đổ luôn ra cái bát sành là để đến khi mà nó nguội đi thì mình mới cho ra rổ nhựa để mình tách vỏ. Đấy thì đây này các bạn thấy không, tức là nhá, như cái hạt này nhá là nó bắt đầu là nó đã hơi hơi chuyển sang là như cái này nó bị tách ra này, thì nó đã hơi chuyển sang màu vàng quá. Màu như này là vừa này, như này là vừa này. Đấy, như này là vẫn hơi ấy này. Nhưng mà như cái hạt này này, cái mặt dưới này nó đang hơi vàng quá này. Nếu mà đun thêm tí nữa là nó bị cháy này. Đấy, đun thêm tí nữa là bị cháy. Mà được như thế này rồi là phải bỏ ra ngay. Bỏ ra ngay nếu không thì... Đây nhá, này các bạn nhìn thấy không? Cái hạt lạc này chỉ đun cho một tí là sang là cháy đen đây này. Đây này,
Đấy, cái hạt này này, nếu mà đun thêm tí nữa là cháy đen này, như này là cũng hơi cháy rồi, tại vì là nó nửa cái hạt ấy này thì nó bị dính xuống chảo này. Đấy, tầm này là phải đổ ra ngay không hỏng hết. Còn như cái hạt này thì là vừa này. Nó vàng như này là vừa này. Đấy. Ở bên trong như này là đến lúc là đấy, nó vàng rồi, nó vàng hơi hơi bên vàng bên ngoài, nó chuyển màu sang vàng vàng như này là vàng chuyển màu vàng kỹ này, vài cái lửa hạt này thì nó bị như này, vài cái hạt lửa như này thì nó bị hơi 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 quá lửa. Nhưng mà đa phần là chín vừa. Tức là nó chín vừa là nó mới chỉ chuyển sang cái màu vàng vừa đủ chín như này thôi. Thì đợi một lúc nó nguội đi thì ăn nó rất là thơm. Thì đây là mẻ này là mình rán là mẻ này là mình rang là chín luôn xong là đổ ra luôn nhá. Thì các bạn có thể đổ ra cái rổ cũng được, nhưng mà mình là sợ là cái nhựa này nó nên nó độc ấy, thì là mình đổ ra cái bát sành. Tiếp đây là còn cái phần còn lại nhá. Còn mẻ thứ hai nhá, mình rang luôn. Bởi vì mình rang luôn hai mẻ cho nên là mình không cần nghĩ cách tận dụng cái nhiệt của cái chảo đấy. Cho nên là cái mẻ này mình mới rang chín luôn. Còn cái mẻ này thì mình sẽ rang là gần chín. À, chín vừa vừa xong mình đợi sức nóng của cái chảo lên nó là vừa. Thì bây giờ cái này lại mang lên rang như là rang như là cái mẻ vừa xong thôi. Lạc rang để trộn muối bột canh. Thế thì với cái cách rang để trộn muối bột canh thì các bạn là có thể là rang gần chín lên xong bắt đầu mới cho dầu vào. Nhưng mà mình thì hay thích là đây là dầu ăn nhé. Dầu ăn này thì mình hay thích là cho ngay, nhớ là cho một ít thôi để cho nó dính vỏ thôi chứ đừng cho nhiều nó phí dầu nhé. Cho một ít là đủ để cho nó dính vỏ này thôi. Này. Đấy, thế thôi, hơi nhiều rồi đấy. Cho một tẹo dầu vào thôi, xong rồi đảo lên để cho nó để cho nó dính cái vỏ lạc này, để cho nó đỡ bị bong vỏ lạc ra khỏi hạt lạc. Bởi vì nếu như không cho dầu ngay vào từ đầu ấy, có thể là rang gần chín mới cho vào, nhưng không cho dầu ngay vào từ đầu thì nó dễ bong hết vỏ hạt lạc ra xong. Rang ngoài thì sau khi mà cho dầu vào này, các bạn bật bếp lên. Rang, kỹ thuật rang y như cái mẻ trước nhé. Cũng vặn nhỏ lên như thế. Rồi. Đảo như thế này này. Để cho các bạn có thể là cho vỏ dầu làm nhiều lần, nếu như lần đầu tiên các bạn mà thấy ít quá mà cái mỡ nó cái dầu hoặc là cái mỡ lợn nó không đủ để bao đều những cái hạt lạc thì có thể cho thêm một chút. Đây thì ở đây là đủ rồi, thoải mái luôn, thì mình không cho thêm nữa. Cái chỗ dầu này là đủ là để bao đều những cái hạt lạc này đấy. Cái hạt mốc thì vứt đi này, cái hạt này mốc thì vứt đi này, ăn hạt mốc là bị ung thư này. Ở đây là lần trước cái mẻ lạc có mua của nhà cái chị này thì nó tốt hơn, nhưng mà cái mẻ này thì nó không được ngon lắm, hạt nó vừa nhỏ vừa có hạt mốc. Rồi các bạn cứ như thế nhá. Là bây giờ nhá, nhìn các bạn nhìn thấy không này, các cái mỡ này nó bao đều những cái vỏ hạt lạc rồi. Các bạn cứ rang lên cái kỹ thuật như vặn nhỏ bếp, xong là cứ đảo luôn tay như thế này. Đấy, đảo luôn tay như thế này cho đến lúc mà nó lổ lách tách cái hạt lạc ra, xong lại rang tiếp cho đến khi nó chuyển màu vàng nhạt nhạt thì bắt đầu là hoặc là chuyển màu vàng chín hẳn thì đổ luôn ra ngoài, trộn một canh đổ luôn ra ngoài, hoặc là để nó hơi nhạt nhạt thì là bắt đầu là trộn một canh xong là tận dụng nốt cái sức nóng của chảo, tùy mọi người. Thì đây, kỹ thuật rang là thế, cứ đảo như này thôi, cứ đảo đều như này, nhớ là vặn nhỏ nữa nhé. Lạc rang này mà vặn to lửa thì cháy, mà lại không chín đều. Rồi, các bạn cũng cứ thế, đun như thế một lúc thì là các bạn sẽ thấy là hạt lạc nó cũng lại lổ lách tách. Đấy, nó sẽ lại lổ lách tách. Nó cứ dần dần này. Nó lổ lách tách, nó tách đôi cái hạt ra. Hạt lạc nó tách đôi ra này. Những cái hạt lạc này nó cứ nổ xong rồi nó tách đôi ra này. Đấy, nó tách đôi ra như này này. Khi mà nó tách đôi ra rồi thì các bạn vẫn tiếp tục đảo, vẫn cứ đảo như vậy. Tiếp tục đảo như vậy cho đến khi nó chuyển màu, nó ngả sang màu vàng nâu nhạt nhạt. Nếu như mà trường hợp mà không tận dụng sức nóng của chảo thì đảo cho nó chín luôn. Xong rồi đảo cho nó chín luôn xong rồi đổ ra ngoài luôn. Còn nếu muốn tận dụng sức nóng của cái chảo thì chỉ để cho nó có màu vàng nâu nhạt nhạt, rồi là trộn một canh rồi đợi. Thì đây nhá,
cứ đảo như vậy nhá, cứ đảo đều như vậy, nhớ là càng phải nhỏ nửa nhá, những cái lúc này là càng phải nhỏ nửa nhá. Khi bắt đầu mà khi nó chưa nổ thì các hạt nạc nó chưa nổ lách tách, các bạn có thể là đổ để nửa nó nhỏ vừa vừa thôi. Nhưng mà khi mà hạt lạc nó nổ lách tách rồi này, nghe nhiều tiếng nổ lách tách rồi thì lên để lửa nhỏ nhất có thể để đảm bảo là lạc chín đều thơm mà không bị cháy. Cứ đảo như vậy nhá, đảo như vậy một lúc thì bắt đầu là thấy là hạt lạc này, sau khi mà nó nổ tách vỏ ra rồi này, nó chưa chín đâu, phải tiếp tục đảo. Đảo như vậy một lúc thì bắt đầu là cứ tiếp tục đảo cho đến khi là hạt lạc nó chuyển màu. Thì ở đây là bắt đầu là đảo một lúc khá khá đấy. Thì là bắt đầu là đã thấy là cái hạt lạc bắt đầu nó chuyển màu rồi. Chuyển màu vàng nâu nhạt rồi, tắt bếp đi. Tắt bếp đi này. Rồi, thế xong rồi là cho bột canh vào. Đây nhá, cái bột canh này này, rắc lên trên. Này, lấy cái bột canh này này, rắc đều lên đây. Nếu mà bạn nào mà muốn mỡ thì là có thể cho thêm một chút dầu nữa vào. Còn đâu bạn nào mà không muốn là quá nhiều dầu mỡ mà muốn là chỉ vừa đủ để cho nó ấy thôi, thì vừa đủ để cho nó đậm đà thôi, thì rắc lên, rắc một cái lượng mà nhiều, muốn nhiều muối thì cho nhiều muối, muốn ít muối thì cho ít muối. Này, rắc bột canh lên như thế này. Rồi, các bạn mà kiêng béo đấy thì có thể là cảm thấy như thế này là đủ, nhưng mà mình ăn thì mình chú trọng là ăn ngon, chứ mình lại cũng không 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 quá chú trọng về việc là gầy hay béo. Mình sẽ đổ thêm một ít nữa để cho nó bóng bẩy, cho nó ngon nhẹ. Mình đổ thêm một tí mỡ nữa. Rồi, bởi vì là cái mẻ này là mẻ mình muốn tận dụng sức nóng của cái chảo, cho nên là mình đã không mình không rang cho nó chín luôn, mà mình để nó ngả vàng nhưng mà nó vẫn còn hơi trắng trắng. Thì bắt đầu là mình cho bột canh với cả cho thêm một tí dầu. Các bạn mà dầu hoặc là mỡ nhá, ở đây mình cho dầu, cho bột canh vào, xong rồi bắt đầu là đảo lên như thế này để cho là, hoặc là bạn nào mà cảm thấy nó khô á, rang xong nó khô thì cũng có thể là cho thêm một ít dầu để cho là cái vỏ này nó quyện, nó dính bột canh vào. Thì các bạn đảo lên như thế này này, đảo lên như thế này để cho là tắt bếp đi rồi đấy nhá. Nhớ là khi mà tắt bếp đi trước khi cho bột canh nhá, thì bắt đầu là để cho bột canh nó quyện vào từng hạt lạc này. Đấy, bột canh nó dính vào từng hạt lạc như thế này này, ăn thì nó đậm đà hơn. Hạt nó vẫn còn hơi trắng trắng như này nhá. Hạt nó chuyển màu, nó chuyển màu nhưng nó vẫn hơi nhạt nhạt trắng trắng như thế này. Thì để một lúc thì tận dụng cái sức nóng của cái chảo này này, thì là nó sẽ chín nốt, nó sẽ chín đến độ. Rồi, bây giờ là sau khi đảo đều lên để cho bột canh nó dính vào từng cái hạt lạc, nó bao phủ quanh cái hạt lạc này rồi, thì bây giờ là mình để đây, đợi cho sức nóng của cái chảo nó làm chín nốt. Đây này, trước khi cho bột canh là phải tắt bếp rồi nhá. Thì cứ để đây cho đến khi mà cái chảo này nó nguội đi, cái sức nóng của cái chảo nó làm cho hạt lạc chín nốt, thì bắt đầu là khi mà nó nguội đi thì mình cho vào lọ mình cất đi. Còn như này là được rồi đấy này. Đấy, bởi vì là mình quay, mình giới thiệu cho nên là mình nói khá là lâu. Chứ còn khi mà các bạn mà cho bột canh vào, các bạn cho bột canh vào xong là các bạn đảo lên ấy, chỉ đảo một tí là bột canh nó đã dính đều rồi, chứ không cần phải đảo lâu như này đâu. Chỉ đảo một tí thôi, đảo vài cái là bột canh nó đã dính hết lên hạt lạc rồi. Tại vì là mình còn phải giải thích cho nên mình mới đảo lâu như thế. Thế nhá. Đợi cho nó nguội xong là bắt đầu là đổ ra lọ cất đi thôi. Thì đợi cho cái, nếu như trường hợp mà lúc mà cái hạt lạc nó còn nóng đấy, mà các bạn động tay vào, các bạn sát vỏ thì nó rất là nóng tay, nó hại da tay. Thì khi mà đợi khi một lúc khi mà nó nguội rồi ấy, thì có thể động tay vào không bị bỏng tay đấy. Kê cái gì xuống phía dưới để cho nó sạch nhá, mình kê cái túi ni lông. Các bạn đổ từ cái này ra, các bạn có thể là dùng cái gì hoặc là dùng tay cũng được. Các bạn trà sát thế này. Khi các bạn trà như thế này đấy, các bạn ấn, hơi ấn tay xuống. Khi các bạn trà xuống này thì cái vỏ nó sẽ tách ra.
Khi các bạn trà xuống thì vỏ của hạt nạc nó sẽ tách ra. Các bạn thấy không? Nhá. Khi mà các bạn ấn tay xuống này, các bạn trà như thế này này, thì bắt đầu là nếu các bạn trà nóng thì các bạn có thể là dùng cái vật tròn gì đấy hoặc cái vật đấy gì đấy để có thể trà vào cho đỡ nóng, trong trường hợp là cần gấp. Còn ở đây là mình không gấp cho nên mình đợi nguội, bắt đầu mình mới dùng tay mình trà. Các bạn cứ trà như thế này một lúc. Ở đây là mình một tay cầm điện thoại cho nên là mình trà nó hơi gượng. Còn đâu các bạn là dùng hai tay, một tay giữ rổ, một tay trà, thì các bạn sẽ dễ làm hơn. Cứ trà cho đến khi mà các bạn trà hết ra rồi. Đây là mình làm mẫu thôi, còn đâu bình thường thì sẽ trà kỹ hơn nhé. Dùng một tay giữ một tay ấy thì sẽ trà kỹ hơn, thì nó sẽ dễ hơn. Thì khi mà các bạn trà ra rồi, bắt đầu cảm thấy là nó có vỏ, có viết các thứ đấy ra rồi, thì các bạn như này này, các bạn ấy như các bạn sẽ làm cái động tác là như này, sẩy. Khi các bạn sẩy như thế này thì sẩy khéo nhá, không thì nó bay hết cả ra ngoài đấy. Sẩy khẽ thôi thì các cái vỏ nó nhẹ thì khi có hơi gió vào nó sẽ bay ra ngoài như thế này. Sẩy khéo nhá. Còn những cái hạt nạc nhá, khi các bạn tung lên như này này, sẩy lên như này này, gọi là sàng sẩy, sẩy như này này, thì khi các bạn tung lên thì những cái vỏ này này nó nhẹ thì nó có một cái sức gió mới lại sức đẩy đấy, thì nó sẽ rơi hết ra ngoài. Còn đâu lạc thì sẽ rơi vào trong rổ, còn lại trong rổ như thế này đấy. Còn đâu ấy, nhưng mà các bạn cũng phải cẩn thận, nếu không thì lại bay hết cả hạt lạc ra ngoài. Sẩy khéo nhá, tung lên vừa phải thôi, tung vừa đủ độ để cho cái hạt nạc nó tung lên và nó có sức gió nó bay ra, nhưng mà hạt nạc nó không bay ra ngoài. Tung lên hất nhẹ vừa đủ độ thôi nhá. Đấy. Rồi, hất để cho gọi là có cái sức gió với sức đẩy thì là những cái vỏ lạc này nó rơi hết ra ngoài, thì bên trong nó không còn vỏ lạc nữa, nó chỉ còn hạt thôi. Thì cái này nhá, trong trường hợp mà các bạn mà chưa, cái này là bởi vì là các bạn chưa cọ, chưa ấy ra, chưa sát được cái vỏ này ra cho nên nó vẫn còn ở đây, thì các bạn lại sát tiếp, sát hết những cái, kể cả là thậm chí là nếu như trường hợp mà sát mà khó thì lấy tay ấy như này cũng được này. Đấy. Rồi, các bạn cứ lấy như thế nhá, thì các bạn là sát tiếp xong rồi bắt đầu lại sẩy tiếp như vừa xong. Bởi vì cái này nó hơi ấy cho nên mình phải bỏ điện thoại ra mình quay. Nhưng mà các bạn cứ ấy như này nhá. Cứ trà sát hết cái vỏ này ra để cho cái vỏ nó ra khỏi hạt nạc. Xong rồi bắt đầu là này, trà sát hết cả ra. Trà cái vỏ này ra để cho cái vỏ nó bung ra khỏi hạt nạc. Trà ra như thế này, xong là các bạn lại sẩy tiếp. Đấy, cứ tung nhẹ này để cho hạt nạc rơi ở bên trong rổ nhưng mà cái vỏ hạt nạc nó bay ra ngoài. Các bạn thấy không? Vỏ hạt nạc nó bay ra ngoài, còn nếu hạt nạc thì rơi trong rổ. Các bạn hãy tiếp tục là trà lốt những cái này. Đấy, trà lốt những cái này các bạn có thể là trà bằng tay, hoặc nếu như trường hợp cái nào khó quá thì các bạn cứ dùng tay. Các bạn ấy như thế này để tách cái vỏ mới lại cái này, trà một cái là nó ra, tách cái vỏ mới cái hạt nạc ra. Cứ vậy đến lúc hết thì thôi. Các bạn cứ sát hết cả vỏ đi cho đến khi mà cứ sát vỏ xong rồi sẩy cho đến khi không còn vỏ nữa như thế này thì là ok nhá. Thì là sau khi mà sát vỏ xong các bạn phải cho ngay vào lọ để đậy kín nắp vào. Nếu như trường hợp mình để bên ngoài ấy thì nó sẽ bị, mình để bên ngoài như này nó sẽ bị ỉu. Cho nên là sẩy vỏ xong đấy, gọi là sát hết vỏ xong là sẩy hết đi rồi, thì các bạn là phải cho vào trong hộp kín, đậy kín lại ngay thì nó mới giòn và ăn được lâu thì nó mới thơm. Đấy, thì các bạn lưu ý nhá, tầm này là tầm vừa đẹp này, chỉ cần đun quá khoảng 30 giây nữa thôi thì nó sẽ cháy. Đấy, thì ăn nó sẽ không ăn được. Nhưng mà tầm này thì ăn rất là giòn, rất là thơm. Hoặc là có thể lon thêm một chút cũng được. Tầm này là gọi là cũng là hơi cứng quá. Tầm này chỉ cần đun khoảng 15-30 giây nữa là cháy hết, là lại thành than hết. Thì đây này, các bạn nhìn thấy không?
cái này này, nó bắt đầu chín quá, bắt đầu nó thành than này. Nó chưa cái hạt này nhá. Nó chưa cháy hết nhưng mà bắt đầu là cái hạt này là nó bị vỡ, xong bắt đầu nó úp xuống dưới cái chảo này. Đấy. Nó úp xuống dưới cái chảo này thì nó có chiều hướng này, hạt đang đen đen rồi. Đang đen đen rồi này, cái hạt này thì đây. Nó đang bị đen như này nhá. Ăn cái hạt như thế này này. Ăn cái hạt mà nó hơi bị sậm màu như này này. Ăn là có nó chưa đắng hẳn nhưng mà nó đã hơi có vị đắng rồi. Nhưng mà nó chỉ tầm như thế này này. Nó chỉ tầm như thế này. Tức là những cái hạt nào mà nó tách vỏ ra ấy, nó úp xuống chảo thì nó bị cháy, nhưng mà những cái hạt mà liền quả hạt, liền cả hạt đấy thì nó vẫn ngon. Thơm ngon. Thì cái tầm này này là tầm vừa thơm vừa giòn vừa ngon, là hợp lý. Các bạn có thể là đun non hơn một chút xíu cũng được. Cái này nhé, các bạn chỉ đun khoảng chừng 15-30 giây thôi, cháy thành than hết sạch, không ăn được luôn. Cho nên là đun là canh nữa. Xong các bạn cho hết vào cái hộp nhựa nhá. Cho hết vào cái hộp nhựa này. Hộp nhựa, hộp thủy tinh, hộp gì đấy. Tức là đại loại là cho vào một cái hộp kín. Xong bắt đầu là các bạn là đậy kín vào. Đậy kín vào ngay nhá. Bắt đầu bỏ xong một cái là đậy kín vào ngay. Nếu như trường hợp mà để ngoài nó sẽ bị ỉu, ăn nó sẽ không ngon. Đậy kín vào ngay, xong lại để bên ngoài, để nhiệt độ phòng cũng được. Đấy. Thế để thế này xong là cất đi ăn cơm, ăn cơm dần. Còn cái mẻ mà trộn bột canh này, các bạn nhìn thấy không? Cho một tí dầu hoặc là mỡ vào thì là bột canh nó sẽ bám lăn đều lên trên những cái hạt hạt nạc như thế này này. Bột canh nó sẽ bám lăn đều lên trên những cái hạt nạc như thế này thì nó sẽ khiến cho là cái khi mình dùng mình ăn với cơm ấy nó đậm đà hơn. Đấy. Thì khi lúc nãy là bởi vì là nó chỉ hơi ngả vàng thôi, chứ nó chưa ngả vàng hẳn, nó còn trắng trắng, thì mình đã dừng lại rồi để mình tận dụng nốt cái nhiệt của chảo. Thì bây giờ nó chín là vừa thì bây giờ là khác với cái mẻ kia, mẻ mình rán là một cái được luôn, thì cái này nó cũng chín, hạt nó vẫn trắng. Bây giờ nhá, bóc thử, mình nó hơi bẩn tay nhưng mình bóc thử ra nhá, nó có mỡ, nó hơi bẩn tay đấy. Thì cái hạt này khi mình rang non như thế này này thì cái hạt nó không vàng như kia, nó chỉ hơi ngả màu vàng nhàn nhạt thôi, ăn nó vẫn thơm, nó vẫn giòn mà nó an toàn hơn cái mẻ trước nhá. Chỉ đun thêm một tí nữa thôi là cháy tan đen thành than. Đấy, thì kể cả là các bạn là rang là không cần là rang chín ngay như kia, mà các bạn gọi là theo kiểu là nhàn nhạt như thế này này. Nhàn nhạt như thế này này. Nó hơi màu, nó hơi ngả màu lâu như này thì ăn nó cũng vẫn giòn và nó cũng vẫn chín. Nhưng mà thỉnh thoảng những hạt bé này thì nó vẫn chín ngang với cả hạt kia, nó cũng ngang với mẻ kia thì nó cũng chín rồi. Nhưng mà có một tức là gian cái mẻ này nhá, nếu như trường hợp mà các bạn mà đun non thêm một tí đấy thì nó sẽ chưa chín, nó sẽ chưa chín thì ăn nó sẽ không có độ thơm và nó sẽ bị ỉu và nó không ngon. Còn khi mà các bạn rang đến độ như này này thì khi mà cho muối cho bột canh vào rồi như này thì mình sẽ không nên dùng tay, tại vì nó bẩn, có mỡ, có bột canh mà. Nhưng mà tại vì là đây là mình quay để mình thí nghiệm cho các bạn, cho nên mình rửa tay sau. Các bạn thấy không, cái hạt nạc nó không vàng sậm như màu kia, như cái mẻ trước, mà nó chỉ hơi chuyển sang màu, nó chỉ chuyển sang màu nâu, vừa đủ như thế này thôi. Thì cái kiểu mà vừa đủ như thế này này, nó rất là thơm. Nó không thơm bằng cái mẻ kỹ trước, nhưng mà nó vẫn giòn, nó vẫn thơm, nhưng nó an toàn hơn, lạc nó không bị cháy. Cái mẻ trước nhá, chỉ đun thêm khoảng 20 giây nữa thôi cháy thành than hết. Nó chín kỹ đấy, nó chín rất là ấy đấy. Nó thơm hơn nhưng mà nó nguy hiểm hơn. Còn đôi trắng trắng như thế này này, nó gọi là nó màu lâu nhẹ, màu vàng nhẹ như này này, thì nó chín vừa cái độ mà vàng nhẹ như thế này này, thì vừa giòn vừa thơm mà vừa rất an toàn. Cái này là do tùy mọi người thôi. Rang vài lần thì nó bắt đầu là quen tay thì nó dễ thôi. Thì bây giờ nó nguội rồi thì cho vào trong nọ. Em đi đâu bây giờ? Thì cho vào trong nọ. Cái này nhá, nếu như trường hợp mà để bên ngoài đấy thì nó cũng sẽ bị ỉu, cho nên là rang xong nó nguội một cái cho ngay vào trong nọ kín đậy. Lọ thủy tinh cũng được, lọ nhựa cũng được. Đổ vào lọ nhá.
Cái này là bởi vì mình đổ trực tiếp cho nên là mình sẽ hứng cái lọ này ở trong cái rổ để phòng xa trường hợp mà lạc nó rơi ra ngoài thì nó sẽ không bị rơi xuống đất. Còn nếu như trường hợp các bạn mà nhỏ mà tay không bê được được nặng ấy, hoặc là những bạn mới học nấu ăn mà vụng ấy, thì các bạn có thể dùng thìa muôi xúc để cho vào trong lọ như thế này. Rồi, thế cho xong, tức là cho vào trong lọ xong thì đậy kín lại. Lọ nhựa hay lọ thủy tinh đều được. Cái này nó không phải là đồ muối chua cho nên dùng lọ nhựa cũng được. Đậy kín lại nhé, đậy lắp kín lại. Xong cất đi ăn dần. Đây nhá. Thế là hai cách khác nhau này. Thì các bạn có thể là bỏ hết cả vỏ ra hoặc là các bạn có thể là để nguyên vỏ và trộn với cả bột canh với cả một chút dầu hoặc là một chút mỡ đều ok. Thì cái này rất là tiện một cái là ví dụ chẳng hạn như sáng ra hôm nào mà vội mà các bạn mà đi làm mà các bạn mà không kịp nấu nướng nhiều đấy thì các bạn chỉ cần là bỏ lạc ra ăn lẫn với cả cơm cơm nóng mới cắm hoặc là kể cả là cơm nguội cũng được, ăn nhanh thì là rất là kịp. Hoặc là ví dụ chẳng hạn như là trường hợp mà khi mà các bạn làm về muộn quá đấy, đi làm về muộn quá xong bắt đầu quán xá đóng cửa hết cả rồi hoặc là không còn đồ ăn hoặc là ví dụ chẳng hạn như là mình không mua được đồ ăn mà mình lại không thấy thích ăn những cái đồ bánh ngọt bánh nhiếc đấy thì các bạn là có thể là bỏ cái này ra là ăn nhanh với cả cơm cũng rất là ok. Hoặc là chẳng hạn như là mùa mùa lạnh ấy thì là ăn cơm với cả lạc rang này nó cũng rất là dễ ăn tại vì nó thơm, nó vừa thơm nó vừa giòn thì bỏ ra ăn lẫn với cơm, ngon nhất là ăn với cả cơm nóng vừa mới thổi xong. Thì đây là hai trong nhiều cách làm cơm là ăn lẫn gọi là làm lạc rang để ăn cơm. Cái này mình có thể làm như thế này, ví dụ chẳng hạn cái cách làm như thế này ra cũng có thể làm dùng lạc để chế biến một số món khác nữa đấy. Ví dụ như là cái lạc tách vỏ này này, có thể là dùng là để chế biến một số những cái món ăn khác như là nộm niếc các thứ hay gì gì hay là giã vừng giã biếc các thứ đấy. Thì nhưng mà đây là cách ví dụ cái lạc tách vỏ này ra dùng làm lộm này, dùng rắc lên trên món tiết canh hoặc là một số món ăn để cho nó thơm này. Thì nói chung là nó có nhiều cách dùng nhưng mà ở đây là cái cách là mình trong cái cách này là cách là dùng để ăn với cả cơm. Thì dùng để ăn với cơm thì nó có nhiều cách làm và đây là hai trong số những cách đấy. Thì mọi người cho vào trong lọ này đậy kín này, mọi người có thể là để được rất là lâu mà nó vẫn giòn, không cần cho vào tủ lạnh đâu nhá, chỉ cần để bên ngoài bình thường thôi nhá. Đấy, cất đi xong rồi là ăn dần với cả cơm. Rồi, thế xong bắt đầu khi các bạn cất đi ấy, đến bữa các bạn có thể là bỏ ra ăn. Tùy theo có người thích ăn là một miếng cơm với cả các bạn gọi là lấy theo cái lượng vừa đủ. Các bạn thích ăn với bao nhiêu lạc thì các bạn ăn bấy nhiêu. Thế xong bắt đầu là xúc cơm ăn với lạc này. Ngon dễ ăn này. Đấy. Đậy kín rồi nhá. Nhưng vừa giòn vừa thơm. Lúc mà ăn vội ấy, rất là tiện. Hoặc là tự nhiên mình thèm ấy. Mới lạnh nữa. Ăn vừa thơm vừa giòn. Rồi xong thì lại đậy kín nắp vào nhá. Mình lấy lạc xong thì phải đậy kín nắp vào. Mình đang quay điện thoại. Mình phải tắt điện thoại để mình mới quay mới đậy được.